Hà Anh bức xúc khẳng định việc Minh Béo đã hết thuốc chữa. Quý vị thính giả thân mến, mới đây Minh Béo đã công khai nói lời xin lỗi sau khi phạm tội âu dâm ở Mỹ. Đáp lại, phần đông người hâm mộ tỏ ra vô cùng giận dữ và chỉ trích anh ta không thật lòng hối cải vì hàng loạt những biểu hiện đầy giả tạo trong đoạn clip. Là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng thẳng tính, Hà Anh cũng không giấu nổi sự bức xúc. Trong một bài phỏng vấn, siêu mẫu khẳng định bản thân không tin những lời nói thiếu thành khẩn và ngụy biện của Minh Béo. Hà Anh nhận xét, việc Minh Béo liên tục đổ lỗi cho những người khác vô hình chung chứng minh rõ thêm cho thái độ hết thuốc chữa và không có liêm sĩ của anh ta. Dù không phản đối chuyện Minh Béo muốn hoàn lương và làm nghề chân chính để mưu sinh, nhưng Hà Anh gay gắt chỉ trích việc anh ta tiếp tục tuyển sinh trẻ dưới vị thành niên hay thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền thông. Nói về nghi vấn dựa hơi Minh Béo khi liên tục thể hiện quan điểm cá nhân về vụ lùm xùm này, Hà Anh cho biết cô không sợ những điều tiếng dư luận. Cuối cùng, Hà Anh thẳng thừng chia sẻ, tôi không bao giờ tha thứ cho anh ta hay bất kể những tội phạm có hành vi tương tự, dù tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là khán giả của anh ta.